Vì thực tế báo cáo với thầy cô anh chị rằng là trong suốt gần 2 tháng trong thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng đã thực hiện một chuỗi các chương trình phục hồi chức năng hô hấp và vận động cho COVID-19. Và đây là lần đầu tiên chúng tôi triển khai tại Hà Nội, nơi mà có lẽ là chúng ta cũng đang trải qua một đợt dịch hết sức là gì là căng thẳng. Là chính vì vậy mà chúng tôi hợp với TDC của bệnh viện Mai với lại các đồng nghiệp nghĩ là đây là các tuyến cơ sở, những nơi mà tiếp cận với những bệnh nhân COVID tại cộng đồng, đặc biệt là thể nhẹ, và sau khi bệnh nhân xuất viện thì cũng là một cái đối tượng mà rất là đông. Và cũng phải chia sẻ rất thật với quý vị đồng nghiệp, thì trong gần thời gian gần đây thì bạn bè rồi là những người họ hàng anh em bị F0 và cũng phải cách ly tại nhà và gọi điện hỏi rất nhiều, và cũng là một trong những cái động lực cho tôi buổi hôm nay tôi chuẩn bị bài để chia sẻ với quý vị đồng nghiệp. Đối với một người bị COVID thì chúng ta biết rằng là dù là thể nhẹ hay là thể không có triệu chứng, đặc biệt là những người sau khi đã được xuất viện trở về thì người ta rất lo lắng. Đấy là cái rất thực sự là chúng ta cũng phải hiểu, chúng ta làm công tác nghề nhiều khi so với tôi vào Sài Gòn thì nó rất là khủng khiếp hơn rất nhiều, nhưng mà bây giờ ở Hà Nội thì nó mức độ nó chúng ta bao phủ vaccine rồi mức độ hơn. Tuy nhiên thì cái tâm lý của cái người bệnh thể nhẹ, cái người không triệu chứng tại nhà cũng có rất nhiều cái băn khoăn, rất nhiều cái lo lắng và rất nhiều cái cần trợ giúp, rất nhiều cái cần tư vấn. Và tôi nghĩ rằng cái buổi hôm nay thì tôi cũng nghĩ là cũng sẽ cung cấp một số những cái kiến thức mà chúng tôi cũng có thể là nói là phối hợp giữa cái việc mà chúng tôi tham khảo ở trên những tài liệu chính thống của Bộ Y tế, của các nước phát triển, những nước mà nơi mà có dịch đã xảy ra trước, người ta có nhiều kinh nghiệm hơn mình, và những cái kinh nghiệm chúng tôi có trải qua một giai đoạn trong bệnh viện dã chiến thành phố Hồ Chí Minh cũng như các bệnh viện tuyến quận của thành phố Hồ Chí Minh. Với cái nội dung của với cái chương trình được giao cho tôi ngày hôm nay thì tập trung vào cái vấn đề phục hồi chức năng cho bệnh nhân thể nhẹ và những bệnh nhân sau xuất viện trở về nhà. Đầu tiên thì cũng phải giới thiệu các anh chị tiêu chuẩn thế nào là nhẹ và thế nào là bệnh nhân được khỏi viện ra và khỏi và ra viện. Thì cái này thực ra thì trong các cái hướng dẫn của Bộ Y tế rất mới, mới cập nhật vừa rồi này, là cái bản gọi là bản version 5 rồi, ngày 11 tháng 7 vừa rồi 2021, rất là mới. Thì chúng ta thấy những trường hợp mà không có triệu chứng là như thế nào, những trường hợp có triệu chứng nhẹ là như thế nào, thì cái này chúng ta hoàn toàn là công tác y tế và chúng ta tuân theo những cái hướng dẫn của Bộ Y tế, và tôi cũng chỉ đưa ra đây để chúng ta có thể tham khảo cho nó thành một cái bài cho nó hoàn chỉnh. Thì rõ ràng là không triệu chứng là chúng ta thấy bệnh nhân nhiều khi vô tình phát hiện hoặc là qua sàng lọc. Còn ở những trường hợp thứ hai là trường hợp thể nhẹ, thể nhẹ đây là thể hiện chủ yếu là cái đường viêm đường hô hấp trên. Cái này tôi hỏi bạn bè người thân mà khi bị F0 ở nhà khá là điển hình, ngạt mũi này, uống hắng ho này, đôi khi không có nhiều triệu chứng sốt đâu ạ. Đấy thì sốt thì rất là ít thôi đấy, và có tình trạng đau họng nhẹ, mệt mỏi, đau đầu, mỏi cơ, mà cơ nó như hội chứng cúm. Nếu anh chị nào mà đi tiêm phòng về thì rõ ràng là nhiều trường hợp như như tôi chẳng hạn, là 3 lần tiêm mũi 3 đều có những cái phản ứng tương tự như là tình trạng như thế này, trừ là không có đau họng hay là gì, không có nghẹt mũi mà thôi. Đặc biệt nữa là bệnh nhân không có dấu hiệu của tình trạng viêm phổi và tình trạng thiếu oxy, nó thể hiện thông qua cái độ bão hòa oxy là trên 96% khi mà thở khí trời và cái nhịp thở là dưới 20. Về tiêu chuẩn xuất viện thì nó rất là dài, nó khác so với lại cái bản version trước. Chính như vậy tôi có một cái đường link mà các anh chị hoàn toàn có thể đánh trên mạng, chúng ta có sẽ không chiếm nhiều cái thời gian này nữa, và chúng ta thấy rằng là tiêu chuẩn xuất viện là cái tiêu chuẩn thường nằm ở các bệnh viện mà điều trị chuyên khoa. Tiếp. Vậy thì có một câu hỏi đặt ra là bệnh nhân mắc COVID thể nhẹ hoặc là sau khi xuất viện trở về thì có thể thực hiện được các kỹ thuật tập thở đúng cách hay là vận động một cách đúng cách tại nhà hay không? Thì câu trả lời rất rõ là theo cái hướng dẫn Bộ Y tế cũng như tí tôi sẽ trình bày các cái gì, các cơ sở khoa học cho cái việc thực hiện vấn đề là tập hô hấp và các cái bài tập phù hợp tại nhà cho những nhóm bệnh nhân này. Và tôi cũng xin giải thích thêm là trong cái phạm vi bài ngày hôm nay dành cho cộng đồng chủ yếu là tập trung vào cái thể nhẹ và sau khi xuất viện, còn các cái thể ICU thì chúng tôi có một cái bài riêng không phải nằm trong chương trình ngày hôm nay. Tiếp.
Vậy thì lợi ích của những cái lợi ích của việc tập thở đúng ở cái nhóm bệnh nhân mà thể nhẹ và sau khi ra viện là như thế nào? Thì các cái nghiên cứu người ta cũng đã chứng minh rằng cái việc mà tập thở đúng cách nó sẽ giúp cho việc làm tăng cái hiệu quả hô hấp, nhưng đồng thời nó làm giảm công hô hấp. Có nghĩa là gì? Sẽ giúp cho bệnh nhân không có cái tình trạng là phải thở gắng sức nhiều. Hay nói cách khác là gì? Thở nhẹ nhàng nhưng vẫn đảm bảo cái tình trạng thông khí cho người bệnh. Cái thứ hai nữa là nó giúp cho những cái trường hợp, đặc biệt là những trường hợp mà bệnh mắc kèm theo, bệnh hô hấp mắc kèm theo, ví dụ như viêm phổi hoặc là giãn phế quản, viêm phổi kẽ, ung thư phổi, hoặc là những cái trường hợp mà có bệnh phổi mãn tính tắc nghẽn chẳng hạn, thì nó sẽ giúp cho cái việc tăng khả năng tống suất đờm rãi, thông thoáng đường thở và giúp cho cái việc mà khó thở sẽ được cải thiện. Đấy. Và cũng phải chia sẻ rất thật với các quý vị đồng nghiệp là khi mà chúng tôi vào trong Sài Gòn thì tập trung chủ yếu là cho những bệnh nhân nặng. Nhưng bên cạnh đó thì có một cái bệnh viện thu dung và chúng tôi cũng làm cái công tác là sang đó để tư vấn cho vấn đề phục chức cho bệnh nhân này. Bên cạnh đó thì cũng xuống các cái bệnh viện tuyến quận nơi mà thu dung ở cái tầng 2, tầng 1. Thì phải nói rất thật rằng là gì? Có sự trao đổi chia sẻ rất là nhiều, đặc biệt là các đồng nghiệp tuyến dưới, và đến bây giờ các đồng nghiệp với mình rất nhiều kinh nghiệm rồi, thì rất nhiều các câu chuyện nói lên là gì, đôi khi chúng ta chỉ cần hướng dẫn bệnh nhân cách tập thở thôi cũng đã có thể giúp cho bệnh nhân kiểm soát được nhịp thở. Tí tôi sẽ xin trình bày ở slide sau. Ngoài ra thì nó chúng ta thấy là rõ ràng cái việc tập thở tốt thì đương nhiên nó giúp cho cái vấn đề tuần hoàn sẽ tốt hơn, hay là gì, cái việc mà tăng lưu lượng tuần hoàn tốt thì đương nhiên là các tế bào thần kinh được nuôi dưỡng, rồi là hệ thống điều hòa thần kinh thực vật tốt hơn, và điều này giúp cho vấn đề là gì, điều chỉnh được cái cảm xúc và tâm lý tốt hơn. Thực ra báo cáo thầy cô quý vị và quý vị đồng nghiệp rằng là gì, chúng ta thường nói đến công tác phục chức năng đơn giản quá, hay là gì chúng ta ít quan tâm, hay là nó không liên quan, nó liên quan đến vấn đề như nó hoành tráng, hay nó như là vấn đề là gì, hồi sức là sống và chết. Nhưng thực sự nếu ai làm công tác phục chức năng như chúng tôi và những cái mà chúng tôi làm hàng ngày và giúp cho người bệnh thì thấy rất giá trị, rất có ý nghĩa, và cái việc này đã được chứng minh trong các nghiên cứu cũng như là các kinh nghiệm của các nước như là trong hướng dẫn của Bộ Y tế rất rõ ràng về vấn đề này. Tiếp mời thầy Thành. Đối với vận động thì sao? Đối với hô hấp thì như vậy. Đối với vận động thì rõ ràng người ta đã nhấn mạnh rằng đối với những trường hợp thể nhẹ và cái thể sau khi, đặc biệt là cái sau khi mà bệnh nhân xuất viện, thì các anh chị chưa không có lẽ là cũng thấy rằng chia sẻ rất thật là rất nhiều bệnh nhân sau xuất viện cái thể trạng thể lực của bệnh nhân rất là kém. Đấy. Cho nên là cái mục tiêu của vận động cho cái nhóm bệnh nhân này đó là phải nâng cao cái thể lực của họ. Còn những trường hợp thể nhẹ ở nhà thì chúng ta phải duy trì, cái việc duy trì này hết sức quan trọng, tăng cường duy trì và cái khả năng vận động của bệnh nhân để ngăn ngừa tình trạng suy giảm thể chất và tinh thần. Đây là hai cái triệu chứng của cái nhóm hội chứng gọi là hội chứng chăm sóc tích cực, hay là hội chứng nằm ở đơn vị tích cực trở ra. Nó bao gồm suy giảm về thể chất, suy giảm về mặt tinh thần, hay nói khác là suy giảm về mặt nhận thức, và đặc biệt là suy giảm về mặt chức năng. Nếu chúng ta làm tốt công tác phục chức năng sớm, phục chức năng đúng thời điểm thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ giúp cho cái khâu mà sau sức tích cực rất nhiều. Hay nữa là phục hồi chức năng sức khỏe, nó phục hồi lại sức khỏe và các chức năng suy hàng ngày đấy, và sớm trở lại công việc hàng ngày cũng như là hòa nhập cộng đồng sau khi khỏi bệnh. Cái điều này có lẽ là các anh chị cũng có thể là không thấy ở những nhóm bệnh nhân không có triệu chứng, nhưng cái nhóm bệnh nhân có triệu chứng hoặc những bệnh nhân sau xuất viện thì thế giới người ta đã thấy rằng có một cái số lượng rất lớn những bệnh nhân không quay trở lại làm việc nữa. Những bệnh nhân mà phải mất thời gian hàng năm trời, có những nghiên cứu lên tới thời hàng 2 năm trời thì mới có thể trở lại cuộc sống tương đối bình thường. Và như vậy chúng ta thấy rõ ràng nó tác động đến vấn đề là gì, vấn đề hoạt động kinh tế của chúng ta, vấn đề khả năng các công nhân, các cái người lao động có thể trở về làm công việc, và đấy cũng là một trong yếu tố hết sức quan trọng chúng ta cần lưu ý. Và tiếp theo, vậy thì cái cơ sở nào để chúng tôi tiến hành khuyến cáo các bài tập hô hấp, tiến hành thực hiện các bài tập hô hấp vận động cho những bệnh nhân thể nhẹ và sau khi xuất viện? Thì báo cáo thì cô là gì, không phải là chúng ta thích là chúng ta áp dụng, hay là gì kinh nghiệm chủ nghĩa chúng ta áp dụng, không phải ạ. Thực sự đây là một cái dịch bệnh rất mới, cho nên là các bằng chứng khoa học cũng như là cả hướng dẫn kể cả trên thế giới là rất ít.
kết hợp với lại những cái kinh nghiệm mà chúng tôi triển khai trong Liên Minh, kết hợp với những tài liệu mà chúng ta tham khảo được trên thế giới, cũng như cái hướng dẫn của Bộ Y tế, thì báo cáo thầy cô rằng có một điều rất đặc biệt là trong đại dịch này thì tất cả những tài liệu liên quan, tất cả những cái bài báo liên quan đến COVID đều được free cả. Cho nên nếu anh chị nào có tiếng Anh, chúng ta thấy rất rõ rằng một trong những cái hai cái mà chúng tôi lựa chọn cơ sở khoa học để chúng tôi tham khảo và vận dụng vào Việt Nam, đó là cái đồng thuận Stanford của Anh Quốc, và đặc biệt là cái khuyến cáo rất có ý nghĩa và nó khá là tương đồng văn hóa chúng ta, đó là vấn đề phục hồi chức năng của Hiệp hội Phục hồi chức năng cho những người bệnh mắc COVID-19 của Trung Quốc. Đây là một trong nơi xảy ra COVID rất sớm và họ đã triển khai và họ có những kinh nghiệm rất quý báu mà chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể vận dụng được. Hay là các cái nghiên cứu của các đồng nghiệp khác ở Ý, Bồ Đào Nha, Mỹ về các chủ đề như là gì, tổ chức hoạt động phục hồi chức năng cho người bệnh ở đơn vị ICU như thế nào, hay chương trình phục hồi chức năng cho cái bệnh nhân theo từng giai đoạn là như thế nào, và các công cụ đánh giá theo dõi như thế nào cho bệnh nhân COVID một cách an toàn. Và rất may là 2020 thì Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh cũng đã đưa ra một hướng dẫn cho vấn đề phục hồi chức năng cho người COVID, mà chúng tôi đã tham khảo những cái hình ảnh ở phần cuối chương trình tiếp. Ở trong cái hướng dẫn của Bộ Y tế cập nhật nhất trong cái mục 6.8 trang số 17 có đưa ra một cái hướng dẫn rất cụ thể, đó là cái công tác mà phục hồi chức năng và chăm sóc dinh dưỡng được nằm trong hướng dẫn điều trị cho bệnh nhân COVID. Nó hết sức là xúc tích, hết sức ngắn gọn, nhưng nó đã có một cái mục mà đưa vào trong cái hướng dẫn chính thống của Bộ Y tế. Và điều đấy muốn khẳng định lên được cái vai trò và những cái minh chứng khoa học cũng như là cách thực tiễn trong thời gian vừa rồi mà chúng tôi là công tác phục hồi chức năng đã đóng góp cho công tác chăm sóc và vấn đề phòng chống dịch ở lần thứ tư ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là ở các địa phương khác. Như vậy chúng ta thấy rằng khuyến cáo ghi rất rõ là cần cân nhắc điều trị phổi chức năng hấp sớm và chế độ dinh dưỡng đủ calo và các yếu tố vitamin thiết yếu khác cho người bệnh để đảm bảo được cân bằng nước và điện giải. Nhưng bên cạnh đó thì chúng tôi thường làm việc teamwork song song với vấn đề chăm sóc dinh dưỡng, thì phổi chức năng, chăm sóc dưỡng và tâm thần thường là đi cùng với nhau. Thì đấy là cái mà ông chia sẻ rất là bị nghiệp tiếp. Vậy thì cái khuyến cáo của hay là cái đồng thuận của Stanford của Anh về vấn đề phục hồi chức năng cho người bệnh COVID nó rất nhiều. Nó chia là thứ nhất là khuyến cáo phục hồi chức năng chung, khuyến cáo phục hồi chức năng hô hấp, khuyến cáo phục hồi chức năng vận động, khuyến cáo phục hồi chức năng thần kinh, khuyến cáo phục hồi chức năng về cơ xương khớp, khuyến cáo phục hồi chức năng về tâm thần, vân vân. Tức là phục hồi chức năng về cơ xương khớp, phục hồi chức năng về tâm thần, vân vân. Nhưng tôi trích ra một cái rất nhỏ để nó liên quan đến vấn đề là phục hồi chức năng cho nhóm bệnh nhân nhẹ và bệnh nhân sau xuất viện tại nhà. Thế thì đây là những bệnh nhân người ta khuyến cáo là gì, và dựa trên các bằng chứng khoa học người ta thấy rằng những bệnh nhân mắc COVID-19 gặp các triệu chứng sau, ví dụ như là các triệu chứng như đau họng, đau nhức cơ nhiều, khó thở, mệt mỏi, thì đây là cái nhóm bệnh nhân ở mức độ vừa đấy, thì người ta khuyến cáo rằng không nên tiến hành các bài tập với cường độ trên 3 mét. Ý tôi sẽ giải thích 3 mét là gì để chúng ta có thể dễ dàng và thực hiện được trong vòng 2 đến 3 tuần. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng những trường hợp mà có triệu chứng khó thở, những triệu chứng mà mệt mỏi toàn thân thì chúng ta không nên khuyến cáo với cường độ cao. Tuy nhiên với cường độ thấp chúng ta hoàn toàn có thể triển khai. Hai là những trường hợp bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng thì chúng ta không hạn chế các hoạt động nhẹ nhàng. Đấy là điều rất rõ ràng. Như vậy cái điều này rất phù hợp với lại cái điều kiện gia đình. Chứ là chúng ta vẫn khuyến cáo, như tôi vẫn khuyến cáo là bạn bè chúng tôi bị F0 hay là hàng bị F0 là gì? Chúng ta vẫn thực hiện các chức năng sinh hoạt hàng ngày bình thường. Chúng ta vẫn có thể là gì, ăn uống, và chúng ta có thể là gì, thực hiện các cái chức năng di chuyển, rồi là chúng ta có thể là sinh hoạt nhẹ nhàng. Cái này nó hết sức quan trọng. Và người ta khuyến cáo rằng không nên khuyến cáo việc hạn chế thời gian vận động của bệnh nhân. Đấy. Tuy nhiên tránh làm những cái cường độ cao để cho bệnh nhân mệt mỏi sau đó. Đấy. Vậy thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là khuyến cáo trường hợp mà triệu chứng nhẹ không triệu chứng là người ta hoàn toàn sinh hoạt trong môi trường để tránh tình trạng hạn chế, mà hạn chế thì như vậy thì nó dẫn đến hai yếu tố rất là tiêu cực. Một đó là gì, bệnh nhân sẽ nằm nằm nhiều, thực tế là như vậy, nằm xong đó là gì, uể oải, nó tác động nghiêm trọng đến vấn đề tâm lý, rồi nó gì, thời gian trôi qua nó vô cùng là gì, là nặng nề với họ. Đấy là cái tâm sự thật của bệnh nhân thật chứ không phải là không. Nhưng nếu họ tham gia vào các hoạt động bình thường, nấu ăn nhẹ nhàng hoặc là tham gia vào các cái hoạt động sinh hoạt bình thường, xem tivi tất cả thứ, thì người ta cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn, người ta thể chất người ta được duy trì hơn, và đặc biệt là cái vấn đề tâm thần,
tinh thần người ta sẽ gì, người ta sẽ bớt giảm nhẹ hơn. Chứ vậy là gì, bên cạnh vấn đề phục hồi chức năng thì nó có tác động lan tỏa đến các tác dụng khác đấy. Còn đối với những trường hợp mà dương tính mà không có triệu chứng thì rõ ràng người ta khuyến cáo là không có lý do gì mà chúng ta thấy là gì, hoặc là F1 ấy, không lý do gì mà chúng ta phải hạn chế cả. Chúng ta chỉ thực hiện các hoạt động bình thường trong phạm vi mà quy định của chính phủ, có nghĩa là gì, nếu yêu cầu chúng ta giãn cách nhà là chúng ta tự giãn cách ở nhà. Như vậy thì chúng ta không có cái giới hạn về vấn đề hoạt động đối với nhóm đối tượng này, tức là chúng ta khuyến cáo người ta bình thường. Còn đối với những trường hợp mà bị COVID thể nhẹ hoặc trung bình, nên trở lại tập luyện trong vòng 1 tuần với cường độ thấp, sau đó sẽ tăng dần lên. Và tăng dần như thế nào tôi xin trình bày ở slide sau. Xin mời tiếp theo. Và tiếp slide tiếp theo. Vậy thì cái mesh ở đây là gì? Mesh đây nó rất là thú vị, bởi vì thực ra thì đối với lại cộng đồng thì tôi cũng rất suy nghĩ là có nên đưa khái niệm này vào không, nhưng mà thực tế ra là nó là một công cụ tôi thấy là rất là hay với các bạn đồng nghiệp, thì tôi muốn đưa vào, bởi vì cái này là thế giới người ta trong suốt cái thời gian vừa rồi người ta sử dụng cái công cụ Mesh là một cái đơn vị để chỉ để đánh giá các độ tiêu tốn năng lượng oxy của cơ thể ở các trạng thái khác nhau đấy. Ví dụ như là trạng thái chúng ta sẽ nói là tí nữa chúng ta sẽ là gì, ở đây ví dụ như là trạng thái nghỉ ngơi là trạng thái của 1 mét, ví dụ như ngồi đọc sách rồi chúng ta ngồi yên lặng là 1 mét, hoạt động tùy theo mức độ của người ta chia mức độ 3 đến 6 mét đấy, coi là hoạt động ở mức độ vừa. Còn hoạt động mà liên quan đến cao, liên quan đến các hoạt động mạnh hơn là trên 6 mét. Vậy thì người ta dựa vào các bài tập vận động từ bài 1 đến bài 9 như thế này, thì chúng ta sẽ thấy tiếp slide tiếp theo người ta sẽ chia lên người ta các động tác cụ thể. Ví dụ 1 mét là gì, 1 mét tức là yêu cầu cho cơ thể trạng thái nghỉ ngơi. Đây rõ ràng trường hợp mà mức độ vừa, mức độ nặng, chúng ta thấy rằng là gì, bệnh nhân ngồi đọc sách đấy đấy, chúng ta thấy không ạ? Đấy, thế còn là hoạt động ở dưới 2 mét là gì, bệnh nhân có thể nghỉ ngơi tại giường, đi vệ sinh cá nhân và thực hiện các bài tập số 1 và bài tập số 4 ở bên trên tôi đã trình bày. Và mỗi bài tập là được thực hiện 5 động tác và nhân 2 lần trong ngày. Nếu như chúng ta mà có những cái chương trình cụ thể, chúng ta sẽ copy cái bài này ra và chúng ta sẽ gửi qua Zalo cho những cái người bệnh tại nhà, và họ hoàn toàn họ làm được rất cụ thể. Đấy, bệnh nhân có thể tự ăn nếu bệnh nhân có thể ngồi dậy được. Còn đối với trường hợp hoạt động 2 mét, tức là bệnh nhân sẽ tập từ bài 1 tới bài 6, tức là mức độ sẽ nặng hơn và các động tác, và bệnh nhân có thể ngồi ra ghế, vân vân. Tức là chúng ta có thể là gì, có cái chương trình này vào thành một cái bài cụ thể và gửi cho tới người bệnh tại nhà, và họ sẽ dựa theo cái chương trình này để họ tập cái cường độ. Còn cái bài tập cụ thể tôi sẽ trình bày ở những slide sau. Xin tiếp theo. Bất kỳ một cái điều trị COVID nào hay bệnh lý nào nó đều đảm bảo cái nguyên tắc. Chúng ta đặc biệt là khi mà chúng tôi làm ở cái đơn vị hồi sức tích cực, chúng tôi phải vào trong đó hồi sức tích cực điều trị cho bệnh nhân nặng, thì nó phải đảm bảo nguyên tắc chặt chẽ hơn. Nhưng dù trong điều kiện nào thì cái nguyên tắc đầu tiên là tiên quyết là phải đảm bảo cái an toàn phòng tránh lây nhiễm, phòng tránh lây nhiễm cho nhân viên y tế, phòng lây nhiễm cho những người xung quanh. Đấy là cái nguyên tắc đầu tiên chúng ta cần phải lưu ý tiếp. Mở tiếp ạ. Nguyên tắc thứ hai là chúng ta phải phù hợp. Nó phù hợp ở đây đầu tiên là gì? Đối với bệnh nhân là dù là bệnh nhân nội trú hay là bệnh nhân ngoại trú, thì cái nguyên tắc đầu tiên phải giúp cho người ta bớt đi tình trạng khó thở, hoặc là gì, ngăn chặn cái tình trạng khó thở. Đấy. Thứ hai là cái cực kỳ quan trọng, nhờ công tác hồi chức năng, nhờ cái việc họ vận động này, nó sẽ giúp cho bệnh nhân được giảm lo âu, giảm trầm cảm, và đặc biệt là nó để nó cải thiện được cái gì, ngăn ngừa và cải thiện được cái tình trạng rối loạn chức năng. Bản thân với những người mà F1 thôi, đối với người F0 không triệu chứng thôi, nếu như chúng ta thực hiện cái chế độ giãn cách, chúng ta trong cái điều kiện hạn hẹp mà chúng ta không có hoạt động thể chất, thì đương nhiên trong cái thời gian 1 tuần 2 tuần chúng ta sẽ thấy rõ ràng, đặc biệt những người như có tuổi, những người mà có bệnh này, thì rõ ràng nó tác động đến vấn đề chức năng rất là nhiều. Cho nên là gì, chúng ta sẽ thấy rõ ràng rằng đặc biệt những bệnh nhân sau khi bị bệnh về, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái việc mà để duy trì, để đảm bảo được năng lượng, để cải thiện chức năng, để đảm bảo chất lượng sống là hết sức quan trọng. Xin tiếp theo. Tiếp theo về nguyên tắc thứ ba là nguyên tắc, thực ra nó có 4 nguyên tắc, nhưng một nguyên tắc thứ ba, nguyên tắc thứ tư là chỉ dành cho những trường hợp hồi chức năng cho trong cái bệnh gọi là gì, trong đơn vị ICU, nhưng mà tôi sẽ cắt nguyên tắc đi. Và nguyên tắc thứ ba là đối với những bệnh nhân ở khu vực cách ly, chúng ta hoàn toàn vận dụng các cái video, các cái sách, các tranh hướng dẫn mà theo chính thống của Bộ Y tế,
để chúng ta hướng dẫn và từ xa khuyến cáo từ xa hồi chức năng cho bệnh nhân. Và trong thời gian suốt vừa rồi tôi đã giúp cho rất nhiều những cái đồng những bệnh nhân là những người quen, những người bạn, những người thân F0, và người ta cảm thấy thực sự là có hiệu quả, và người ta cũng nắm rằng là rất là may là có người để hỏi. Vậy thì có những người khác không được hỏi thì sẽ như thế nào, có người khác không được hướng dẫn như thế nào. Chính vì vậy mà tôi thấy rằng cái chương trình của ngày hôm nay nó cực kỳ ý nghĩa, cực kỳ thú vị. Đừng có nghĩ gì cao xa cả, đừng có nghĩ cái gì là sống hay chết cả. Với những nhóm bệnh nhân này chúng ta có thể giúp rất là nhiều. Thứ hai nữa là gì, chúng ta sử dụng các phương pháp phục hồi chức năng có thể áp dụng cho các bệnh nhân theo các tiêu chuẩn về phục hồi chức năng, ngay cả khi mà bệnh nhân còn cách ly theo dõi dựa trên cái tình trạng bệnh của họ. Thì đấy là cái mà rõ ràng. Vậy thì phù hợp với bệnh nhân, nếu bệnh nhân mà ở cách ly thì ta dùng video, những bệnh nhân nào mà đến cơ sở thu dung thì chúng ta thực hiện tập cho nhóm, thì chúng tôi đã triển khai rất tốt trong thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua và tiếp theo. Vậy thì cái nhóm đầu tiên là phục hồi chức năng cho bệnh nhân nhẹ tại nhà. Đối với bệnh nhân nhẹ tại nhà đảm bảo hai cái nguyên tắc thôi, nó có hai cái nguyên tắc. Đầu tiên là nguyên tắc về tập luyện. Nguyên tắc thứ hai thì tôi sẽ trình bày slide sau, nhưng nguyên tắc tập luyện đầu tiên nó là cái cường độ tập. Câu hỏi đặt ra của các F0 hỏi tôi là gì? Tập như thế nào? Tập như thế nào để cho đảm bảo an toàn? Bởi vì chúng ta biết rõ ràng ở bệnh nhân COVID là đôi khi nó là tình trạng thiếu cái khả năng gì, oxy trong máu, do vấn đề là gì, nó tổn thương cái sự trao đổi khí ở cái phế nang vân vân. Các bạn hiểu đơn giản thế. Nếu chúng ta tập quá mức, chúng ta tập quá nhiều thì là làm cho tình trạng bệnh nhân trở nên là gì? Trở nên mệt mỏi và nguy hiểm hơn, tình trạng cơ thể là tiêu thụ oxy nhiều hơn. Chính vì vậy người ta có cái công cụ gọi là công cụ bo đơn giản nhất, nó giống như thang điểm FAST chúng ta được học đâu đấy, tức là cứ dưới 3 điểm cho bệnh nhân tập xong là bệnh nhân cảm thấy không mệt mỏi quá lâu, tập xong nghỉ ngơi là hết mệt, hoặc là tập không bị choáng váng chóng mặt, không có cái biểu hiện toát mồ hôi vân vân, như thế là đã đảm bảo yêu cầu. Còn nếu tập xong mà bệnh nhân mệt, tập xong bệnh nhân không thấy đỡ mệt mà tập trong cái tình trạng bệnh nhân khó chịu thì chúng ta biết rằng đấy thì chúng ta đã hướng dẫn bệnh nhân quá mức độ mất rồi. Thế còn tần suất tập là bao lâu, người ta sẽ được hướng dẫn tập là 2 ngày 2 lần và với cái thời lượng là 15 đến 45 phút tùy ra từng trường hợp, cố gắng là sau ăn xa bữa ăn ra một chút. Còn các loại hình tập thì chúng tôi hướng dẫn cho anh chị các bài tập hô hấp như thế nào, thế nào. Nói là đơn giản nhưng mà nó giúp ích cho vấn đề kiểm soát rất tốt. Hay vận động mình như thế nào, người ta ưu tiên tập vận động nhịp điệu. Ngày xưa chúng ta tập giữa giờ khi mà học giờ học ra để tập nhịp điệu đấy, thì chúng ta khuyến cáo tập các động tác hết sức là nhẹ nhàng, nhịp điệu với cái cường độ để làm sao để nó không tiêu thụ oxy nhiều. Tiếp theo, như vậy. Vâng, cái thứ hai là đối với những trường ở nhà, tâm lý cực kỳ quan trọng. Khi nghe thì F0 cái là choáng váng rồi. Bây giờ chúng ta còn đỡ cái giai đoạn mà chúng ta trước kia rất là sợ, đúng không ạ? Vậy thì cái việc mà chúng ta cải thiện cho vấn đề tâm lý cho người bệnh là hết sức quan trọng bằng các tư vấn. Đối với ai cũng thể làm công tác tư vấn được nếu là cán bộ y tế, trừ những trường hợp mà gì nó có vấn đề nghiêm trọng hơn, bệnh nhân lo lắng quá mức hay là vấn đề trầm cảm, thì lúc đó chúng ta cần đến các bác sĩ chuyên gia tâm lý, có thể là qua đường dây nóng, có thể là chúng ta có thể tư vấn một cách trực tiếp qua điện thoại. Thưa các quý vị đồng nghiệp và anh chị, với bệnh nhân COVID ở nhà chỉ cần có những cái sự quan tâm động viên, có cần những cái gì số hiện diện âm lượng ở cái sự quan tâm của bác sĩ, hay nói cách khác là trả lời cho người bệnh một cách kịp thời, thì đấy cũng là một liều thuốc cực kỳ tuyệt vời đối với họ mà rồi. Tiếp theo tiếp theo, đối với những trường hợp xuất viện, đây là cái nhóm mà người ta cũng sẽ trở về với lại các y tế cộng đồng của chúng ta không thể bỏ qua, và đây là một trong đối tượng mà gì mà chúng ta cũng phải cần đặc biệt quan tâm. Với những trường hợp mà thể nhẹ và trung bình, sau một thời gian điều trị trong bệnh viện đủ tiêu chuẩn trở về nhà, thì chủ yếu là chúng ta hướng dẫn cho người ta làm thế nào để nâng cao được thể lực, điều chỉnh được vấn đề tâm lý. Vậy thì nâng cao thể lực, anh chị biết rằng là gì, vấn đề dinh dưỡng hết sức quan trọng. Chúng ta thấy rằng là vấn đề dinh dưỡng là một trong vấn đề hết sức quan trọng. Tôi không phải chuyên gia dinh dưỡng, nhưng có điều kiện làm việc nhiều với lại chuyên gia dinh dưỡng thì chúng ta thấy rằng cái đơn giản nhất đối với lại người gì, người COVID-19 là người ta cảm giác là gì, không thèm ăn. Chính vì vậy mà chúng ta phải khuyến cáo người ta ăn tăng cường, ăn chất dễ tiêu, những cái ăn theo khẩu phần, ăn tăng cường hoa quả, và đặc biệt là những cái gì yếu tố vitamin, các yếu tố khoáng chất để bổ sung cho người ta, để làm sao tăng cường sức đề kháng, đảm bảo duy trì được cái thể lực cho người ta. Và các bài tập aerobic ở đây là bài tập nhịp điệu đấy,
để lựa chọn cho bệnh nhân có thể gì dần dần phục hồi về được cái mức hoạt động như là trước khi bệnh nhân khởi phát và sớm trở lại tham gia hoạt động xã hội, thì đấy là một trong những ý nghĩa quan trọng. Còn những trường hợp mà nặng và nguy kịch khi mà trở về với cộng đồng thì nó sẽ chia làm hai nhóm. Có những nhóm mà gì chúng tôi thực ra chúng tôi cũng đã điều trị rất nhiều, nếu can thiệp phục chức năng sớm thì chúng ta thấy bệnh nhân có thể trở về cộng đồng ngay. Còn một nhóm không được phục chức năng sớm, bệnh nhân ra với rất nhiều các cái biến chứng thì chúng ta phải trở về bệnh viện phục chức năng. Hoặc là những cái bệnh có bệnh nền, bệnh nhân mà không thể tự chăm sóc được bản thân được thì phải qua phục chức năng trước khi trở về nhà. Thì đấy là một trong những cái mà chúng ta cũng phải hết sức lưu ý tiếp theo. Đối với cái nhóm bệnh nhân mà sau xuất viện thì chúng ta hướng dẫn bệnh nhân thì chúng ta phải có tiêu chí, và đây là cái tiêu chí ta in ra tờ giấy để chúng ta gửi về cho bệnh nhân và chúng ta hướng dẫn người ta theo dõi nếu như mà bệnh nhân còn các triệu chứng như vậy. Và đây là những triệu chứng này phần lớn nằm ở các bệnh viện chuyên khoa phục chức năng, đó là khi nhịp tim nhanh trên 100, huyết áp là cao hoặc thấp, cái nồng độ độ bão hòa oxy trong máu là dưới 95, thì thường những trường hợp này sẽ chưa được về nhà và sẽ phải chuyển đến bệnh viện gì chuyên khoa phục chức năng ở trong thành phố Hồ Chí Minh là như vậy. Ta sẽ thấy rằng trong đấy họ làm khá là tốt cái việc mà sau đó trở về bệnh viện chức năng. Và chúng ta biết bệnh viện phục chức năng trong giai đoạn làn sóng thứ tư thì rất nhiều bệnh viện đã chuyển đổi công năng thành bệnh viện dã chiến, và sau đó thì hoặc là bệnh viện tầng 2 thì rất là phù hợp với lại cái việc mà chuyển những nhóm bệnh nhân để trở về đó để phục hồi chức năng tiếp. Còn những trường hợp mà có những tiêu chí mà chúng ta hướng dẫn mà chúng ta cần phải khuyến cáo bệnh nhân dừng và hỏi ý kiến chuyên gia hoặc là hỏi các cái bác sĩ cán bộ y tế ở tuyến xã tuyến phường, đó là khi chúng ta thấy bệnh nhân có sốt trở lại, có các triệu chứng trầm trọng, ví dụ như là tình trạng mệt mỏi hơn không thuyên giảm sau khi mà bệnh nhân đã nghỉ ngơi tập luyện, thì chúng ta cần phải yêu cầu họ, hoặc là họ cũng như triệu chứng như tức ngực, đau ngực, khó thở, ho dữ dội, chóng mặt, vân vân. Đây là một trong những cái chúng ta hết sức lưu ý, bởi rõ ràng chúng ta có những đồng nghiệp ở trong miền Nam sau khi đã chữa bệnh khỏi trở về nhà, thế là trở về một cái tỉnh nào đó, sau đó thì bệnh nhân xuất hiện trở lại của bệnh nhân đồng nghiệp chúng ta cũng đã gì cũng đã tử vong. Thì đấy là một trong những cái mà chúng ta thấy rất rõ, đấy là một đồng nghiệp điều dưỡng ở Đồng Nai, rõ ràng là chúng ta thấy rằng gì về rồi chúng ta vẫn phải theo dõi và chúng ta cần phải để lưu ý cho bệnh nhân tiếp theo tiếp tiếp. Vâng ạ, đối với lại chương trình tập thì cái việc giáo dục bệnh nhân là hết sức quan trọng. Chúng ta phải có những tài liệu sách, chúng ta có những video hướng dẫn, và cái này thưa anh chị ở trên mạng giờ có hết tài liệu của bộ, tí tôi sẽ nói một vài hình ảnh ở phía sau để cho bệnh nhân người ta có thể biết. Cái thứ hai là phải cho người ta cuộc sống lành mạnh hơn, ví dụ như bây giờ là gì, thứ nhất là thuốc lá, thứ hai nữa là gì là vận động thể lực làm sao cho nó phù hợp, chế độ ăn uống rất là gì lành mạnh, và đặc biệt là gì chúng ta không chỉ giáo dục khi mà bị bệnh, chúng ta phải giáo dục trước khi bị bệnh. Chúng ta những trường hợp chúng ta đây này, hoặc là chúng ta lối sống lành mạnh ở trong giai đoạn này, chúng ta phải thực hiện các hoạt động giãn cách làm sao để đảm bảo an toàn. Đấy, đấy là cái, và cái là khuyến khích bệnh nhân khi mà có đủ điều kiện để tham gia hoạt động xã hội và gia đình, tránh tình trạng chúng ta kỳ thị, tránh tình trạng chúng ta lo lắng. Đấy, cái bản thân chúng tôi cũng có người bạn và bây giờ chồng là gì là hết âm tính rồi thì về nhà có cần phải sống chung hay không, chúng ta phải có giãn cách hay không, rõ ràng là gì chúng ta vẫn có thể có những cái giữ khoảng cách, như chúng ta vẫn có thể cho người ta có thể hòa đồng vào gia đình, nhưng chúng ta vẫn phải đảm bảo cái cách mà theo dõi thêm theo quy định của Bộ Y tế tiếp. Tiếp. Vâng ạ. Ở đây là các cái bài tập khuyến cáo phổi chức năng hấp rất cụ thể, đó là các bài tập phổi chức năng cho nhóm bệnh nhân sau xuất viện, ví dụ như là đi bộ như thế nào, đi bộ nhanh như thế nào, rồi là bơi lội như thế nào với cường độ thấp và tăng dần. Tùy theo cái mức độ chúng ta thấy, và tập 3 đến 5 buổi mỗi tuần và mỗi lần 20 30 phút thôi. Cái này chúng ta in ra tờ giấy và hoặc là chúng ta in và chúng ta chuyển gì qua hệ thống smartphone để chúng ta chuyển đến cho những người bệnh này, thì tôi nghĩ là cực kỳ có ý nghĩa. Nó sẽ giúp cho bệnh nhân có một cái định hướng, à biết tôi làm cái gì ở nhà đây, biết tôi tập cái gì đây, tôi tập bao lâu, tôi tập bao nhiêu buổi một tuần. Đấy, rồi là các động tác tập như thế nào, tập bao nhiêu lần. Đấy, mỗi tập là mỗi lần là bao lâu. Đấy, một ngày tập bao nhiêu lần. Ví dụ đây trong đây nó hướng dẫn, và giữa các lần thì nghỉ bao lâu. Thì tôi nói các anh chị rằng là đây là những tài liệu mà chúng tôi có thể tham khảo ở nước ngoài, và người ta đã làm rất là tốt ở các nước mà chúng tôi có thể tham khảo. Và cái sau mỗi tuần thì tăng bao lâu, sau mỗi tuần là tăng 5 đến 10% nếu như tình trạng bệnh nhân không có khó thở, không có mệt hơn, đúng như tiêu chí tôi sẽ nói bên trên. Còn những trường hợp mà gì có rất nhiều trường hợp về là không đi lại được do rối loạn thăng bằng cho hữu cơ, thì cái này cần tham vấn thêm của chuyên gia phục chức năng. Thì tôi nghĩ là bệnh viện ở Hà Nội chúng ta cũng có rất nhiều cơ sở tim
cậy để chúng ta có thể tư vấn. Hay là tập thở thì chúng ta thấy rất rõ ràng là chúng ta hướng dẫn cho bệnh nhân tập thế nào, tư thế như thế nào. Thực ra thì chúng ta thấy rằng là khi bệnh nhân trở về rồi thì chúng ta thấy rằng cái việc hướng dẫn người ta tập có hiệu quả hết sức quan trọng. Hướng dẫn người ta tập như nào để tăng thông đường, tăng cái khả năng khạc đầm rãi ra để bệnh nhân có thể tăng thông khí. Đấy, còn là máy móc thì thực ra các anh chị biết rằng là cái điều kiện này không phù hợp với nội dung cơ sở. Tiếp theo ạ. Tiếp tiếp. Bên cạnh đó thì phổi chức năng không, cái ý nghĩa của phổi chức năng, ý nghĩa nhân văn của phổi chức năng là giúp cho bệnh nhân sau đó trở về nhà có thể tự phục vụ được mình. Tôi thường hay nói học viên về phổi chức năng là các anh chị hiểu được giá trị phổi chức năng như thế nào thì có hai cái thí nghiệm hết sức đơn giản. Hãy trói tay trói chân chúng ta lại một ngày và tất cả người khác phục vụ chúng ta một ngày, từ ăn, từ tắm, từ rửa, đi vệ sinh. Chúng ta sẽ hiểu được à, thế là cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào. Nhưng nếu những cái việc đó mặc dù chúng ta có thể liệt, dù chúng ta có thể là khiếm khuyết về mặt vận động, nhưng tất cả chức năng đó chúng ta làm được, cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Đấy là cái mà chúng tôi thấy rằng phổi chức năng có ý nghĩa rất nhân văn. Thứ hai là hướng dẫn phổi chức năng cung cấp các hoạt động hàng ngày, các cái dụng cụ để giúp cho người ta hoạt động an toàn hơn. Đây là những cái nhóm bệnh nhân xuất viện mà nặng thì tôi thấy là rất có ý nghĩa. Đấy, đấy là cái mà có thể chia sẻ việc tiếp theo ạ. Đây là một số những khuyến cáo Bộ Y tế, ví dụ như là đây là một số các động tác tập thở, đây là các tư thế ngồi, đứng và nằm, nằm dành cho những trường hợp mà không có thể ngồi hoặc đứng được. Tiếp theo ạ. Tiếp, và đây là cái kỹ thuật thở mà thực sự nếu nói ra thì chúng ta sẽ thấy rằng là nhìn hình ảnh mà chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Còn trên thông tin của Bộ Y tế thì đã có những cái video làm mô phỏng cho chúng ta để chúng ta có thể hướng dẫn cho bệnh nhân, hoặc hướng dẫn cho bệnh nhân truy cập vào đó để chúng ta có thể nhìn được cái hình ảnh này và cái video này của cán bộ y tế làm mẫu. Thế thì thực tế là cái này trông hết sức đơn giản thôi chị ạ, nhưng mà thực sự cực kỳ có ý nghĩa. Phần lớn những bệnh nhân thể nhẹ hoặc là thậm chí không có triệu chứng, nhưng khi nói đến COVID cái là hoang mang, sợ, bắt đầu nhịp thở tăng, sợ thiếu oxy, thở rất là nhanh, nhưng mà khi thử FO2 thì không có thấp. Thế ở cái này xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều. Thế nhưng mà nó nhịp thở rất là nhanh, mà nhịp thở rõ ràng là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ triệu chứng. Thế thì khi mà chúng tôi phát hiện ra, hướng dẫn cho bệnh nhân tập thở một cách nhịp nhàng, nhịp thở dần dần, sau đó nhịp thở trở về. Và sau đó thì rõ ràng là không phải là gì, do bệnh mà vấn đề do tâm lý bệnh nhân. Cuối cùng là nhịp thở bệnh nhân đã trở về được bình thường và bệnh nhân hoàn toàn có thể theo dõi được tại nhà và trấn an được cái tâm lý bệnh nhân. Tiếp theo ạ. Cái mức độ tập thứ hai đó là giúp cho bệnh nhân ho. Thì cái này trong video nó cũng có, ta thể truy cập được, những hình ảnh trong video chúng tôi không 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 được chèn vào đây được, nhưng hình ảnh chúng ta thấy là mô tả rất kỹ, đó là hít vào, ngậm miệng xong rồi chúm môi lại, ho mạnh ra. Thực ra thì nói như thế này nó có vẻ như là nó không có ý nghĩa gì lắm, nhưng thưa các anh chị rằng là cực kỳ quan trọng đối với những trường hợp mà ho nhiều mà không khạc được đờm. Chúng ta rõ ràng chúng ta thấy rất rõ điều đó, đúng không ạ? Thế nhưng mà khi mà ho được, khạc đờm được thì đấy là rõ ràng giúp cho vấn đề thông khí. Tiếp theo ạ. Còn cái bài tập này thì bài tập này đòi hỏi cái bài tập thở chu kỳ chủ động. Đây là một cái từ chuyên môn rất là chuyên môn sâu, những người làm về phổi chức năng và về về hô hấp người ta rất rõ. Thì đây là những cái trường hợp cực kỳ ý nghĩa cho những cái trường hợp mà có bệnh mắc kèm theo như là bệnh tâm phế mãn, bệnh gọi là viêm bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, ung thư phổi viêm kẽ vân vân. Thì đây là một trong cái biện pháp giúp cho người ta cực kỳ tốt. Và tất cả những cái bài tập này đã được mô hình hóa trên các cái video và chúng ta có thể truy cập được theo vào Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế. Tiếp theo. Tiếp theo. Có hai cái dụng cụ này mà ngày xưa anh chị thấy rằng ở các bệnh viện lao phổi hoặc có cái tổn thương phổi rõ ràng là người ta khuyến cáo sử dụng rất là nhiều để đảm bảo duy trì cái chức năng hô hấp, khả năng giãn nở của lồng ngực cũng như là tránh tình trạng dày dính màng phổi rõ ràng. Nếu chỗ nào nhà đơn giản nhất chúng ta dùng bóng cao su hoặc là dùng bóng thổi, hoặc là chúng ta nếu mà ở các cơ sở điều kiện chúng ta mua được cái máy spirometer cực kỳ tốt, và đây là những cái giúp cho người ta có thể cải thiện được chức năng hô hấp rất là tốt. Tiếp tiếp ạ. Để thầy cô chuyển slide tiếp đi ạ. Các bài tập vận động thì đây là các bài tập mà trong phạm vi giãn cách, phạm vi tại gia đình, chúng ta thấy đây là cái bài tập tư thế đứng là tập cơ thân mình vùng cổ.
ta làm đi làm lại mỗi lần là khoảng 5 đến 10 lần và tập nhiều lần trong ngày, chúng ta thấy rằng đây là cũng phải tập hết sức thông thường. Và chúng ta thấy ở đâu đó chúng ta tập thể dục ngoài vườn, ở vườn hoa hay là công viên, chúng ta thấy là các bà con các chị em chúng ta là vẫn thực hiện. Tiếp theo ạ, đây cái bài tập mà tập thân mình ở tư thế ngồi, ta thấy rằng là với những động tác thể tập hết sức đơn giản nhưng người ta đã chứng minh rằng cái việc tập này nó giúp cho không những cải thiện về vấn đề vận động, cho vấn đề là duy trì thể lực, mà còn đảm bảo chức năng về hô hấp. Tiếp, đây là cái bài tập để cải thiện sức mạnh chi. Rõ ràng là trong phạm vi gia đình thôi, chúng ta hoàn toàn gì bị giới hạn trong cái phạm vi giãn cách, chúng ta có thể thực hiện được các bài tập mà không cần thiết phải các dụng cụ gì quá phức tạp. Chúng ta tập, chúng ta đứng tay dựa vào tường và chúng ta sẽ tập được cái nhóm cơ chi dưới, đặc biệt là chỗ cơ tứ đầu đùi và cái nhóm cơ cơ ở với cẳng chân chúng ta, đúng không? Để duy trì cái vấn đề là sức mạnh của cơ. Tiếp, đây là các bài tập chi trên. Các bài tập nếu chúng ta không có cử tạ, chúng ta dùng hai chai nước hoặc chúng ta dùng hai cái vật dụng gì nặng là chúng ta có thể thực hiện tại nhà được rồi. Cho nên là gì, với nguyên tắc thực hiện tại cộng đồng, thực hiện tại nhà là những cái động tác phải hết sức đơn giản, chúng ta có thể là gì có ngay trong phạm vi gia đình chúng ta, và chúng ta có thể hướng dẫn cho tất cả bệnh nhân chúng ta có thể làm được. Không chỉ dành cho F0, không chỉ dành cho F0 nhẹ, không chỉ dành cho những trường hợp mà sau khi trở về, mà dành cho cả những trường hợp mà thực hiện các cái giãn cách xã hội. Tiếp theo, đây là các bài tập chống đẩy. Chúng ta thấy rõ ràng những trường hợp mà chống đẩy trên tường như thế này sẽ giúp cho cái vấn đề tiêu tốn oxy nó không quá nhiều, không phải chúng ta là chống đẩy lại mà chúng ta vẫn thấy sát phạt nhau là khi mà chơi thể thao để chúng ta thì nó mức độ tiêu thụ oxy lớn hơn, và những động tác này hết sức nhẹ nhàng nhưng vẫn đảm bảo cho các hoạt động thể lực của chi trên cũng như là các cơ vùng ngực. Tiếp theo, đây là những động tác mà chúng ta thấy rõ ràng là gì, đã có lần hướng dẫn trên VTV dành cho những công chức mà người ta ngồi trên ghế, ta dùng một cái dây cao su hoặc ta dùng một cái dây, chúng ta tập được cả tay cả chân. Cách hay của các kỹ thuật này là chúng ta hoàn toàn là gì, sau này chúng ta có thể là chụp ảnh được và chúng ta đưa ra những hình ảnh này, chúng ta có thể gửi trực tiếp cho người bệnh ở nhà và người bệnh có thể nhìn theo hình ảnh này và tập đi tập lại là đủ cho bệnh nhân thực hiện các bài tập vận động. Tiếp, đây là những bài tập mà chúng ta thấy rằng là gì, người ta có thể đứng bên cầu thang, chúng ta có thể bước lên bước xuống các cầu thang, chúng ta có thể vận động và như đảm bảo rằng là gì các cái tư thế chúng ta tập phải an toàn. Thì đấy là cái mà chúng ta cũng có thể xem được hình ảnh này. Tiếp theo, đây là cái động tác tập đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống. Đây là cái bài tập mà chúng ta thấy là giúp cho cái nhóm cơ thân mình, nhóm cơ tứ đầu đùi và nhóm cơ hông để, và nhóm cơ gì cẳng chân để duy trì sức mạnh của nhóm cơ chi dưới, cũng như là để duy trì cái khả năng là gì kiểm soát thăng bằng của những người mà bệnh trong cái phạm vi giới hạn về gì không gian cũng như là giãn cách. Tiếp theo ạ, tất cả hình ảnh này sau này thì chúng ta sẽ có những video mà CDC đã ghi lại và có thể chuyển tới cho các anh chị có thể tham khảo, và chúng ta có thể có cái tài liệu để hướng dẫn cho bệnh nhân. Ở đây là tập chuyên về nhóm cơ tứ đầu đùi, chúng ta có thể tập đưa lên đưa xuống hoặc chúng ta có thể cho những cái vật đề kháng ví dụ như là túi gạo hay túi cát đè lên, và chúng ta tập thì nhóm cơ này nó sẽ có sức kháng trở mạnh hơn. Tiếp theo ạ, đây là nhóm cơ tập, nhóm cơ Z và nhóm cơ gì hamstring và nhóm cơ đặc biệt là nhóm cơ sinh đôi chân. Chúng ta thấy rằng tập nhún vào mũi chân thì toàn bộ cái nhóm cơ chi dưới sau nó giúp cho chúng là duy trì sức mạnh của nhóm cơ này để chúng ta sau này thực hiện được chức năng di chuyển nó tốt hơn. Tiếp, còn đối với những trường hợp mà có bệnh kèm theo, ví dụ những bệnh nhân mà không thể nào mà có thể chúng ta đứng được, thì chúng ta cũng hướng dẫn cho cái nhóm đối tượng này tập tư thế nằm. Đây là những bài tập mà không khác gì đối với những bệnh nhân sau đột quỵ, chúng ta hoàn toàn có thể hướng dẫn bệnh nhân tập được với sự kiểm soát của chi dưới, chi trên và các hoạt động mà chúng ta có thể đảm bảo được cái duy trì thể năng cho bệnh nhân. Tiếp theo ạ, và đây là khuyến cáo của Bộ Y tế như của WHO, đó là gì, người lớn vận động khoảng 30 phút trên ngày đối với những người mà trong phạm vi gì, phạm vi mà chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta đang giới hạn, chứ không chỉ dành cho F0, kể cả cho F1, và trẻ em vận động là 1 giờ một ngày. Tiếp theo, và đây là những cái hoạt động bổ sung mà được khuyến cáo Bộ Y tế của WHO mà chúng tôi tham khảo được. Tiếp theo, và đây là một cái slide cuối rồi, chúng ta thấy rằng tất cả các hoạt động chức năng sinh hoạt hàng ngày dành cho trường F1 và những trường hợp F0 thể nhẹ không triệu chứng, chúng ta tùy theo mức độ mà chúng ta có những cái bài tập
nó phù hợp trên cái hình ảnh này, và chúng ta hãy câu là mà tổ chức thế giới người ta hãy tích cực vận động thân thể tại nhà trong mùa COVID, có nghĩa là hãy tích cực vận động mỗi ngày để giúp cho chúng ta khỏe hơn cả về mặt thể chất và tinh thần. Chúng ta sẽ rất rõ ràng là không đơn thuần chỉ về mặt thể chất mà nó giúp cho chúng ta cải thiện tinh thần. Các hoạt động về thể chất sẽ giúp cho cải thiện được giấc ngủ cũng như tình trạng sức khỏe. Thì đấy là những cái khuyến cáo mà tôi muốn đưa cái slide cuối cùng về vấn đề này cho đối tới quý vị đồng nghiệp, và xin đưa đến một cái kết luận cuối cùng slide tiếp theo ạ. Xin slide cuối cùng vâng ạ. Vậy tóm lại là đối với phục hồi chức năng cho những bệnh nhân thể nhẹ hoặc những trường hợp mà đã trở về với gia đình, thì cái việc tập vận động, tập thở sớm và kịp thời đúng phương pháp là hết sức quan trọng. Nó đảm bảo duy trì thông thoáng đường thở, cải thiện chức năng hô hấp, đặc biệt là vấn đề hô hấp, giảm công hô hấp, vẫn hô hấp đảm bảo an toàn nhưng mà không làm gia tăng tiêu thụ oxy. Và điều này nó góp phần cho việc điều chỉnh những cái cảm xúc như tâm lý của bệnh nhân, nhất là khi bệnh nhân cách ly ở nhà. Thứ hai là giúp cho bệnh nhân duy trì nâng cao thể lực, tùy thuộc theo thể trạng bệnh nhân sau khi bể bệnh hay là gì hay thể nhẹ ngay từ ban đầu, tăng cường duy trì cái khả năng vận động, ngăn ngừa sự suy giảm thể chất tinh thần và chức năng của bệnh nhân, và từ đó mới giúp cho bệnh nhân có thể duy trì được chức năng sinh hoạt ngày và sớm trở lại cộng đồng, sớm trở lại công việc để góp phần vào công tác phát triển kinh tế của đất nước. Và lưu ý đối đây là cộng đồng cho nên chúng ta cần có những hiểu biết chung về các biện pháp phòng chống lây nhiễm 5K. 5K bây giờ hết sức quan trọng. Các anh chị xem các tiêu chí mới nhất của Bộ Y tế quy định về gì? F1. Nếu chúng ta thực hiện 5K thì rất ít khi chúng ta trở thành F1. Đấy. Và vệ sinh bề mặt, các cái thông số cần theo dõi hàng ngày, chế độ dinh dưỡng kết hợp với y tế phường, xã khi có dấu hiệu bất thường để đảm bảo cho người mắc COVID vượt qua cái giai đoạn F0 một cách an toàn, bình phục và tại nhà. Đấy là những cái ý kiến cuối cùng chúng tôi gửi tới bài hôm nay, và cũng xin phép là kết thúc bài hôm nay ở đây để dành cho giảng viên tiếp theo chúng ta có thể truyền tải cho tới quý vị đồng nghiệp và thầy cô. Một lần nữa thì